nghề nghiệp truyền thống mang bản sắc riêng của mỗi làng quê, nét duyên của người thợ, phong tục tập quán lối sống của con người song hành với thực tiễn lao động sản xuất. Những nghề mới hình thành và tìm được chỗ đứng trong cộng đồng dân cư. Cảnh làng quê hiền hòa, phiêu lãng. Đó là nội dung xuyên suốt của bộ ký sự Làng nghề Quảng Bình. Làm nghề để mưu sinh, làm nghề cũng là để giữ gìn những nét đẹp, những giá trị chân thực từ cuộc sống mà cha ông để lại. Hành trình về những làng nghề là hành trình khám phá những cung bậc trầm bổng đầy sức quyến rũ của bài ca lao động. Với góc nhìn bao quát từ trên cao, làng Diêm Điền thuộc phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới là cùng dân cư trải dài san sát huyện nhà với cánh đồng lúa bao bọc hai phía. Hình ảnh làng trong phố, phố giữa làng thật đậm nét, gửi nên biết bao suy tưởng cho những người làm kỹ sự. Cây đa này ở làng Diêm Điền đã trên 300 năm tuổi. Dẫu thân cây khô héo lùi tàn với gió mưa của thời gian, thì từ cái gốc cổ thụ vững chãi, sâu rễ vào lòng đất quê nhà, những cành non vẫn vươn lên đầy khát vọng và kiêu hãnh. Cũng như cây đa, trải qua bao giông gió, trường tồn cùng năm tháng. Bên cạnh nghề mộc, người Diêm Điền trải qua nhiều thế hệ nối tiếp, đã hình thành và lưu giữ một nghề mang tính truyền thống đặc hữu của làng, đó là nghề thờ nề. Theo chân ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Ninh Đông, chúng tôi đến dâng hương tại nhà thờ phái thứ nhất họ Bùi. Nhà thờ này đã được xây dựng cách đây 300 năm và là nhà thờ họ nguyên bản duy nhất còn tồn tại cho đến tận hôm nay, sau biệt bao khỏi lửa của đàn bom đã đi qua vùng đất Diêm Điền. Sự bền vững lâu dài đến kỳ lạ của công trình phải chăng có được từ bí quyết xây dựng của người xưa? Cấu trúc bên trong và những đường nét trang trí bên ngoài, trên mái nhà thờ đủ để hầu thế phải nghiêng mình trước tài năng của các bậc thờ nề Diêm Điền tiền bối. Theo gia phả họ Bùi, đời chúa Nguyễn Phúc Thuần có ông Bùi Cao Đào là một thợ nề giỏi. Ông được mời vào kinh thành Huế làm thợ. Sau này, ông được vua Gia Long sắc phong là nề vương, tức là vua của thợ nề. Làng cũng đã từng có miếu thờ vì tổ thợ nề gọi là miếu hồi thợ nề. Đáng tiếc là ngôi miếu đã bị phá bỏ để người dân dựng nhà ở và làm nơi say sát lương thực. Đôi khi một sự vô tình, một cái nhìn chưa cẩn trọng, thấu đáo có thể dẫn tới việc làm biến mất sự hiền hữu giá trị nào đó của quá khứ, làm cho chúng ta khi nghĩ tới không khỏi chạnh lòng. Đồng Hới vào hè, nắng như đổ lửa. Giữa cái chang chang rạt bổng của đất trời, thợ nề Diêm Điền vẫn cần mẫn làm việc, làm nghề để mưu sinh. Những người thợ chấp nhận cái nghiệp nặng nhọc, vất vả, bụi bặm, hàng ngày phải tiếp xúc với cát, sàn, xi măng, gạch đá. Trên công trình, những phụ nữ phù nề thường phải giấu vẻ đẹp nữ tính của mình phía sau lớp áo quần, phương tiện bảo hộ lao động. Càng gần người thợ nề, chúng ta càng cảm nhận rõ ràng hơn nỗi gian truân của nghề mà thường ngày họ nếm trải. Cũng giống như nghề nông một nắng hai sương, nghề thợ nề cũng hai sương một nắng, bán mặt cho công trình, bán lưng cho trời mà kiếm sống. Cán bộ văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân phường Đức Ninh Đông dẫn nhóm phóng viên thực hiện kỹ sự để một công trình do thợ nề Diêm Điền đang xây dựng. Già có, trẻ có, cả nam lẫn nữ,
những người thợ đang vui vẻ làm phần việc mà mình đảm trách. Phải rất vất vả, chúng tôi mới leo lên được mặt bằng tầng trên ngôi nhà, chỉ mới định hình bằng gỗ cục pha. Còn những người thợ, họ nhanh nhẹn, thoăn thoắt di chuyển khi thao tác công việc. Quả thật là trăm hay chẳng bằng tay quen. Ông Nguyễn Trang Ngân là đoàn trưởng đoàn thợ nề ở đây. Trên 25 năm gắn bó với nghề, ông có được vẻ điềm tĩnh, mực thước của một người vừa quen cầm bay, cầm búa, vừa chuẩn xác trong bố trí, chỉ huy, giám sát công việc của những người thợ xung quanh. Ông kể rằng, chính tay ông đã góp phần xây dựng vài trăm nhà ở cao tầng của dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Ông không hề cảm thấy công việc là nặng nhọc và dường như luôn tìm thấy niềm vui từ nghề nghiệp của mình. Thưa quý vị và các bạn, làm nhà là một việc lớn của mọi người. Cả cụ ta đã từng dạy tẩu trâu, cưới vợ, làm nhà, xong ba việc ấy mới là đàn ông. Do việc làm nhà là việc hệ trọng của mỗi người, nên là lựa chọn ai để thi công ngôi nhà của mình luôn là một quyết định vô cùng quan trọng của gia chủ. Người Đồng Hới, người Quảng Bình luôn coi đó là niềm tự hào, là diễm phúc khi được những người thợ nề Diêm Điền thi công ngôi nhà mơ ước của mình, đặc biệt là những người thợ giỏi. Thợ nề Diêm Điền có mặt hầu khắp cả công trình xây dựng ở Đồng Hới, ở Quảng Bình, rồi mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh bạn, qua cả nước bạn Lào, biến những ý tưởng thiết kế trên giấy thành những công trình trong đời thực. Thợ nề Diêm Điền luôn ý thức được tầm quan trọng của việc tạo dựng uy tín nghề nghiệp. Từ những nhóm thợ nhỏ, họ tập hợp thành đoàn thợ lớn hơn, và từ đó người Diêm Điền đã lập nên những công ty xây dựng có vị thế, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường xây dựng đầy sôi động. Chúng tôi tìm đến cả công trình mà công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Đức Thắng, một doanh nghiệp của thợ nề Diêm Điền chính hiệu đang thi công. Dẫu không gặp được vị giám đốc doanh nghiệp này, nhưng qua lời giới thiệu của người quản lý trông coi công trình, khi biết trị giá đầu tư của mỗi công trình lên tới 40-50 tỷ đồng, chúng tôi hiểu rằng thợ nề Diêm Điền đã mạnh mẽ, vững tin từ hành trang của làng nghề truyền thống và sự thích ứng nhạy bén với kỹ thuật, công nghệ thi công hiện đại. Hơn 70% số hộ dân của làng Diêm Điền theo nghề xây dựng. Vậy là nghề thợ nề đã giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người dân, cả thợ nề tay nghề cao cho đến những lao động phổ thông trên địa bàn. Và như thế, từ công việc lầm lem, bụi bẩn trên công trình, thợ nề Diêm Điền đã góp công biến một thành phố Đồng Hới bị san bằng trong chiến tranh trở thành một thành phố đàng hoàng, xinh xắn bên dòng Nhật Lệ. Là người Diêm Điền, dẫu không làm thợ nề, ai cũng hiểu và trân trọng những giá trị của làng nghề, những giá trị được kể tinh từ những giọt mồ hôi mặn mòi cùng bàn tay lao động cần cù, khéo léo của người thợ. Để công trình nối tiếp công trình, để tấm lòng người thợ Diêm Điền sáng mãi với thời gian. Tôi nghĩ rằng là Đồng Hới mình có cái, cũng có cái may. Nếu như mà không có cái làng Diêm Điền thì chắc là xây dựng có chậm hơn. Phải đi thuê từ các tỉnh về, nhất là Huế, Đà Nẵng, thì đương nhiên là có chậm hơn. Và cái giá thành chắc hẳn cũng cao hơn. Cái tôi nghĩ là, vì là tôi nghĩ rằng cái làng Diêm Điền cũng làm đóng góp cho thị xã Đồng Hới này để tiến nhanh lên được là thành phố loại 3, rồi tới đấy loại 2, rồi tới, đương nhiên phải có những ngôi lâu, phải có nhà cao tầng. Thì phải nói là đó là một cái điều kiện vừa là thuận lợi cho một cái làng xuất phát từ làng nghề, nhưng đồng thời cũng thuận lợi cho một quê hương nói tới cái vẻ rộng lớn hơn, đó là Quảng Bình và Đồng Hới của chúng ta. Từ thuở lập làng cho tới nay, nghề nề cùng với nghề mộc đã mang về danh thơm cho vùng đất Diêm Điền.
đi đến cả công trình do người Diêm Điền đảm nhận thi công. Chúng ta thường bắt gặp những thợ mộc, thợ nề cùng nhau làm việc. Hai nghề này có tính chất công việc, thao tác, kỹ thuật, công cụ, vật liệu khác nhau, nhưng lại đảm đương hai mảng quan trọng nhất của một công trình xây dựng. Nắm bắt quy luật nghề nghiệp của mình, thợ mộc, thợ nề Diêm Điền hợp tác với nhau, cùng tôn vinh những đặc trưng về nghề của nhau. Như những bè khác nhau trong dàn hợp xướng, những nét vẽ khác nhau của một bức tranh. Thợ mộc, thợ nề Diêm Điền từ công việc của mình đã sáng tạo nên những công trình vừa bền chắc vừa có vẻ đẹp hiện đại. Theo lời hẹn trước, chúng tôi cùng người thợ cả Nguyễn Trang Ngân làm một vòng rào quanh Đồng Hới. Ông chỉ cho chúng tôi những công trình mà ông cùng những người thợ Diêm Điền đã góp công dựng nên. Nhà hàng, khách sạn, nhà ở của dân. Tất cả những công trình qua bàn tay cẩn trọng, tài ba của thợ nề Diêm Điền trở nên vững chãi, đa phong cách, đa màu sắc. Hài hòa giữa nét cấu trúc hiện đại và nét đặc hữu truyền thống riêng có của vùng đất Quảng Bình. Gia chủ bao giờ cũng vui vẻ khi gặp lại những người thợ làm nên ngôi nhà mơ ước của mình. Lương tâm người thợ, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng làm nên thương hiệu thợ nề Diêm Điền. Có lẽ vì thế mà thợ nề Diêm Điền để lại đằng sau những công trình là tiếng thơm và lòng mến mộ. Trong hành trình rong ruổi theo dấu chân những đoàn thợ nề Diêm Điền, thợ nề của phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, chúng tôi bất ngờ gặp ông Hoàng Trung Quận, một thợ nề giỏi và là người quen cũ của một thành viên trong nhóm làm phim. Gần 30 năm theo nghề xây cất, tô, trát với phôi vữa, xi măng, bây giờ đã ở độ tuổi gần lục tuần, cả vợ chồng ông Quận vẫn thủy chung với nghề. Đoàn thờ của ông đi khắp nơi mọi chốn, công trình mới, công trình tu sửa, cải tạo, chỉnh trang, ông đều nhận làm. Đến thăm vợ chồng ông trong chiều muộn, khi ông bà vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả ở công trình, chúng tôi chia sẻ cùng ông bà những niềm vui mộc mạc, giản dị của người thờ trong cuộc sống đời thường. Không chỉ làm thờ, ông Quần còn là cây văn nghệ cử khôi của phường Đức Ninh Đông. Ông bà cho biết làm thờ cũng là để mưu sinh từ bàn tay lao động, từ vốn nghề quý báu của cha ông để rồi nuôi dạy con cái nên người. Cả con của ông bà đều theo học đại học, người con cả đã có việc làm ở một cơ quan nhà nước và đã có gia thất. Cũng như gia đình ông Hoàng Trung Quần, những thợ nề của làng Diêm Điền, của phường Đức Ninh Đông đang tạo dựng cho mình cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Dẫu không cao sang, dẫu chưa giàu có, nhưng người thợ vẫn cảm thấy hài lòng. Đồng hành cùng với những người thợ, cấp ủy, chính quyền phường Đức Ninh Đông đã, đang và sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các ngành nghề quê mình phát triển. Trong địa phương chúng tôi thì hiện nay như vậy là đối với nông nghiệp vẫn có nông nghiệp, nhưng mà nông nghiệp là chiếm chỉ có 30% thôi. Thì còn toàn bộ là đối với ngành nghề, chủ yếu đâu thì con em đi làm thợ rồi xây dựng trên tất cả các cái lĩnh vực. Mà đặc biệt thì ở đây thì có cái ngành nhất là đối với cái nghề mộc, tràm gỗ do là ông bà để lại, là cái nhà làng truyền thống về cái ngành nghề của mình. Và nó đang trong tuy rằng nó thu nhập từ của cái làng nghề thì nó không được cao, nhưng mà nó mang tính ổn định và phục vụ cho các cái ngành nghề sản xuất khác. Và chính quyền địa phương của tôi thì cũng rất quan tâm và đồng viên đối với
là các cái tầng lớp nhân dân, nhất là đối với con em chưa có năm trong độ tuổi mà chưa có việc làm phải tăng cường đấy là đi học thêm nghề. Thì vừa rồi thì trong những năm qua thì đã con em là tham gia học về nghề xây dựng và các cái ngành nghề khác. Làng nghề của chúng tôi tức là nó có cái duy trì, vì sao mà nó có duy trì? Duy trì ở đây tức là nó nâng được về cái cuộc sống và tạo cho con em có nhiều cái việc làm và phát huy được cái ngành nghề của mình để mà giữ vững về cái nghề truyền thống và bảo tồn của nó, nhưng mà phát huy lên nữa để xây dựng cho quê hương của mình và cùng với cả thành phố và tỉnh ngày một là nó thay đổi hơn. Những bể nước, những con đường, những công trình người xưa để lại, dẫu trải qua biển thiên, thay đổi theo dòng thời gian, thì giờ đây, một Diêm Điền, một phường Đức Ninh Đông tràn đầy sức sống, vẫn đông đầy tình người thân ái. Những người thợ cần cù tột bùng đang từng ngày làm đậm đà thêm bản sắc quê hương mình.